Kính chào quý khách đến với kênh Phi Nguyễn Mặt Tiền Tân Phú. Con đường chúng ta đang đi đó là đường Độc Lập, quận Tân Phú. Đây là một trong những tuyến đường có vai trò quan trọng của quận Tân Phú. Nó giúp kết nối đường Lữ Văn Bích với đường Tân Hương và đường Tân Sơn Nhì. Căn nhà có diện tích ngang 8 và 20 vuông vắng, công nhận 158m2. Kết cấu là một trệt, hai lầu, đang cho thuê 50 triệu một tháng. Giá bán là 26 tỷ rưỡi. Căn nhà có vị trí đẹp, không lỗ phong thủy. Cách đường Lữ Văn Bích khoảng 300m. Cách đường Tân Sơn Nhì khoảng 200m. Đối diện nhà mình là một cái căn biệt thự rất là lớn, đang được xây dựng sắp hoàn thiện. Quý vị quan tâm đến căn nhà này xin liên hệ em theo số điện thoại 0908 276 630. Hãy bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều căn nhà mặt tiền ở quận Tân Phú. Em xin cảm ơn.